À, em chào anh. Cái máy này không biết nghe được không đây nữa. Em nghe anh rất rõ ạ. Vậy hả? Rồi cũng mừng Dạ. quá. Đã cho lên thì tôi lên tôi nói. Giờ tôi Dạ. đóng vai phản phản diện và phản biện luôn. Vai phản diện Dạ. thì tôi là mấy anh, tôi đóng vai mấy anh ba sọc. Mặc dầu là tôi mỗi lần nghe mấy anh ba sọc, tôi dị ứng tiền thì tôi muốn đứt gần máu không? Chà phúc tôm. Thì trước hết á là tôi xin nói về cái vụ mà tình hình cái tình trạng của Hàn Quốc và của Nhật. Thì ở đây chúng ta có thể mấy ông nói là giống như tụi tôi là một cái đất nước bị đô hộ, bị nô lệ, cái Hàn Quốc với Nhật các bạn. Dạ. Tôi đoán rằng chắc Dạ. cơ quốc với Nhật, mấy anh nói kiểu này, mấy anh nói tôi giống như là quốc gia tôi bị nô lệ, Mỹ đóng ở đây rồi thì chơi mấy anh chơi vậy, mấy anh sỉ nhục tôi quá. Mặc dầu tôi không có tự do thì tôi muốn làm muốn 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 làm gì đó rồi cũng không được nữa, nhưng mà đâu đến nỗi phải là một quốc gia nô lệ. Thì hàng tháng là nó đóng Mỹ ở đây đóng quân thì nó đòi tôi ban đầu 4 triệu 5 triệu rồi ấy, 5 tỷ chứ, 5 tỷ rồi nó lên tới 8 tỷ đô la. Thì bây giờ tôi nó ở đây thì tôi phải nuôi nó chứ sao, chứ không thôi Triều Tiên bắn xuống À thì tôi chịu nổi, còn thôi Triều Tiên nó bắn qua thì sao. Mấy anh nói vậy tôi à phải vậy nghĩ lại vậy nếu hoài. nếu vậy vậy nếu 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 nó đúng ra đó là coi như mấy anh bỏ tiền mấy anh thuê Mỹ để bảo vệ mấy anh đúng không Đúng rồi, chứ không thôi làm sao tôi chỉ có qua tôi ăn hiếp dân Việt Nam thôi được thôi, chứ tôi làm sao tôi qua tôi dám ăn hiếp dân hay mà Triều Tiên. Cái Triều à Tiên nó pháo mà mấy chục ngàn khẩu pháo của nó, loại pháo tầm xa không, nó bắn qua bên đây bắn một cái là tới Seoul liền. Mấy anh nghĩ phải nghĩ thông cảm cho tôi chứ, không có lính Mỹ làm sao tôi sống nổi. Còn bây giờ Nhật với cái tôi là tôi còn nước Nhật của tôi nè đó, tự nhiên Mỹ nó phải ở đó. Cái thứ nhất á là sau năm 1945 á, thì tại vì nó có một cái sự ràng buộc, tôi là một quốc gia thua trận, tôi là quốc gia thua trận à mà tôi giờ tôi ở kế bên Triều Tiên nữa đó, rồi gặp giờ ừ phải có ông Trung là tôi phải là làm cái thay cái công việc kéo là thế này thế nọ thì làm khó đủ thứ hết trơn. Thì tôi phải chi nó 8 tỷ đô la một năm lên, rồi phải làm thay cái năng kiềm chế cái công việc kiềm chế được Trung Quốc cho Mỹ nữa. Mà anh thấy tôi ở hoàn cảnh tôi cũng khổ lắm, tôi là kẻ thua trận mà bây giờ đã có một cái ràng buộc về Dạ. căn bản pháp lý rồi, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Tôi muốn rút dò muốn đuổi Mỹ đi đâu được, cái đảo Okinawa cái căn cứ dân tôi nó hãm hiếp dân tôi tùm lum hết trơn. Người phụ nữ mà của nước Nhật cái đâu có được sung sướng gì đâu. Anh thấy anh mà xử nó nói tiếp cái ý của tôi hồi nãy là tôi đóng Dạ. vai người Nhật với người Hàn, bây giờ tôi giờ trở lại rồi người Việt Nam là một nông dân chân chất của Việt Nam, thì nói lại theo như cái clip của anh chàng Lâm Quang Lâm Đặng Quang Lâm hay Lê Quang Lâm vậy. Thì ông này á trước đây á, ông có tôi có là tôi chọn ông nhiều cái, ông nói về vụ Ngô Đình Diệm rồi kia nọ thì nhiều lắm, nhiều nhiều clip lắm, tôi cũng có cà khịa. Hình nhất là ông nói là Mỹ bán đứng Việt Nam á, 5 lần bán đứng Việt Nam. Tôi nói 5 lần bán đứng là sai, tôi không đồng ý. Tôi nói với ông là tôi Mỹ bán đứng Việt Nam 5 lần tôi không đồng ý, tại vì bán đứng chỉ có một lần thôi, một lần bán đứng là đã đề phòng rồi, cho nên là bán đứng nữa không được, nó phải bán nằm bán ngồi ngồi chồm hổm bán lộn đầu nằm sấp. À, tổng cộng là 5 lần nó phải đổi tư thế nó bán, chứ nó bán một lần bán đứng là mình đã phát hiện rồi đó, cho nên đổi 5 cái tôi cứ ghẹo luôn một lần. Quang Lâm nó dai lên nó còn lại ông nội khịa con quá trời đất đó. Thì qua cái vụ này nó cũng khịa, nó khịa cũng vui, Lâm nó được khịa cũng vui, thì tuy là khịa vậy nhưng mà đọc nghe là cũng đau lắm, đau cho những người mà về cái thứ hạng về công dân của nước Úc và ở bên Mỹ. Tôi thấy cũng đau lòng lắm, mà cũng là con dân Việt Nam. Có những người họ không phải là ba sọc đâu, có những người họ không phải ba sọc, họ đi qua với miếng ai với miếng cơm manh áo, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị đối xử không được công bằng, đối xử quá tệ bạc.
Cái này là ông bà mình trong trong cái kinh tôi thì tôi có đọc một cái câu này trong kinh Kim Cang là nói nghiệp á thì do mình tạo ra, nghiệp thì do người tạo ra thì còn có thể cứu được, nhưng mà nghiệp với do mình tạo ra thì chỉ có trời cứu. Nhưng mà theo tôi thì trời ở xa quá cứu không được đâu, tại vì mình cái nghiệp đó mình chọn mà, mình tạo ra cho mình mà, tại mình bỏ trong quân quốc gia, mình bỏ quốc gia mình, đất nước mình đi, mình qua mình để vì người ta đối xử tệ bạc, thì đó là do một cái nghiệp là do mình tạo ra, mình ráng mình chịu. Nói thì còn còn nhiều cái vấn đề để mà chúng ta nói ra thì còn để nói, mà nói ra đó thì nó lại đụng chạm. Chứ còn nãy tôi cũng có nói, tôi có nói đó, mỗi lần mà tôi nói tới một bà sọc tôi tức dữ lắm, tại vì cả cái gia đình tôi là hai người đã hy sinh cho cái sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, gia đình tôi hy sinh đó. Thì cái nỗi đau này có những ai mà anh chị em nào trên diễn đàn này là có gia đình mà hy sinh cái sự mất mát này thì mới thấu hiểu, có cái sự mất mát này thì mới thấu hiểu được sự mất mát của những người mà có người thân mình hy sinh trong cái sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Tôi nghĩ rằng có một số anh, hoặc là sau này trong cái cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, thì cuộc chiến tranh nào cũng vậy, là đau thương mất mát, sự tàn phá kinh khủng lắm. Người thì chết, của cải vật chất thì bị tàn phá, nhưng mà người ta bao giờ cũng muốn có một cuộc chiến tranh để cho cái đất nước này nó suy yếu, dân nó quán than để người ta quay trở lại nắm chính quyền. Nhưng mà trong khi cái thân phận của họ bên bên kia, ở ở bên Mỹ hoặc là bên bên trời Âu hay là bên nước Úc, người ta cái thân phận của họ không được là một người công dân, không được coi là một người công dân của bản địa. Nó đánh cái thứ hạng đó, nó không có thứ hạng luôn, mà họ vẫn mơ một ngày trở về Việt Nam để ngồi trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam. Họ muốn cho cái chính quyền này suy yếu, muốn cho đất nước này bị tan thương để họ quay trở lại, họ nắm chính quyền, họ tiếp tục, họ được dinh thân vì gia. Tôi nghĩ rằng nếu mà những ai có lương tri nha, trong cái số anh em mình trong diễn đàn này, và nói chung là tôi chỉ nói trong trong cái phạm vi hẹp thôi, trong cái diễn đàn của Thơ Quang này, nếu như những ai chúng ta có lương tri thì chúng ta hay thấy rằng mà thường hầu như là tất cả những bạn mà tham gia đây đó, là có một số anh chị em đó, là tham gia chiến trường phía Bắc và chiến trường Tây Nam, rồi có những người cũng đã lớn tuổi, tuy không tham gia chiến trường, không phải là bộ đội, không tham gia chiến trường, không đánh Mỹ, không tham gia chiến trường ở phía Bắc và chiến trường Tây Nam, nhưng là người dân, nhưng mà cũng đã lớn lên ở hai hai đầu đất nước thì biết thế nào là sự tan thương rồi, của chiến tranh rồi, tan thương chiến tranh rồi. Rồi các bạn mà còn trẻ sinh sau năm 1975 hoặc sinh trước một vài năm năm 1975 chưa biết thế nào là chiến tranh, nhưng cũng nghe qua cái sách báo và phim ảnh thì cũng đã hiểu được chiến tranh nó tàn khốc như thế nào. Tôi nghĩ rằng chắc không ai trong số chúng ta này, trong trong những người trong chúng ta trong trên diễn đàn này, chắc là không ai muốn cho đất nước chúng ta là quay trở lại cái thời kỳ đổ nát đó nữa. Đất nước thì bây giờ các bạn cũng thấy, hồi xưa chúng ta không có gạo ăn, ăn bo bo, mà bây giờ chúng ta muốn gì có cái đó. Chỉ có cái là chúng ta nghề nghiệp thì không thiếu, không ngành nghề thì không thiếu gì, chỉ có cái là nó phát triển hay không, là phát triển hay không là do chúng ta chứ không phải là do nhà nước. Nhà nước đã tạo ra cái ngành nghề đó mà chúng ta không chịu làm, chúng ta nghèo đói đó là do chúng ta không thể nào đổ thừa được cho chính phủ. Còn bây giờ các ngân hàng, nếu chúng ta không có vốn, nói không có vốn thì ngân hàng không thiếu gì. Tôi nhớ không lầm thì hiện nay trên toàn quốc có tất cả khoảng 32 cái ngân hàng, thì vốn ngoài ra còn có ngân hàng chính sách nữa đó, còn có ngân hàng chính sách, từ ngân hàng tư nhân thì không thiếu gì, ngân hàng nhà nước, ngân hàng nhà nước cổ phần cũng không thiếu gì đó, thì vốn không thiếu. Thì khó hay không là do chúng ta chứ không phải là do nhà nước, mà giờ cái bên ngoài tụi nó nói là chính phủ Việt Nam bần cùng quá nhân dân,
nó hay nói cho lắm, mà đặc biệt là cái thằng Tân Thái và cái thằng thằng Benny Trương với con Lý Sa Phạm, nó hay nói là chính phủ Việt Nam bần cùng quá nhân dân, bán dần dần lãnh thổ và hải đảo với biển, biển đảo nha, lãnh thổ và biển đảo cho Trung Quốc. Tôi thấy cái điều này là nó có một cái gì đó nó thô thiển, nó trơ trẽn, thế mà nó nói cũng được, nghĩ cũng là. Rồi có một số trong nước, tôi thường hay gọi là, bà con mình hay gọi là dân chủ cụi, nhưng tôi không gọi là, tôi không cho là dân chủ cụi, tôi nói thẳng đó là ngụy dân chủ, bởi vì nó không đúng. Nó sẽ nó đòi hỏi dân chủ, mà đòi dân chủ đó không đúng thì ngụy, chứ gì nói ngụy dân chủ. Điều đó rõ ràng. Hiện nay thì tụi thằng Tân Thái, ông cái ông cái gì, ông người Hà Tĩnh, ông Nguyễn Nhân Thân, cái ông này, ông mai mốt làm ơn ông dẹp cái thằng Nguyễn Nhân Thái, ấy thằng Tân Thái với thằng Benny Trương này. Benny Trương giờ nó bị tai biến, nó nằm chỗ, nó nói không được rồi, còn Tân Thái nó quậy quá. Ông cứ cho tôi nghe nó nói tầm bậy bạ, nó nhiều bữa tôi lên tôi tính chửi nó rồi đó, nhưng mà tôi chửi nó rồi cái mai mốt cái nó báo cáo rồi tôi bị tiêu hên cái rồi. Rồi giờ làm cái này nữa mà nó tiêu cái nữa, cái tạo thêm cái tài khoản mới nữa, rắc rối lắm. Thì ông Thân, ông đừng cho tôi coi của thằng Tân Thái nó nha, có ngày tôi chọi lựu đạn qua trên cái trên nhà đó, nó nói nhiều cái tôi tức lộn gan luôn á. Nó nói đủ thứ, nói đó như nãy tôi nói, nó nói là nó đòi, mà thôi đi, cái chuyện này không nên nhắc lại. Nó nói một cái tức lắm, nó nói về Bác Hồ tức lắm. Thì tôi đề nghị là ông Thái là đừng có coi ý ông Thân á, ông người Hà Tĩnh á, ông đừng có bắt cái thằng Tân Thái đó lên nữa, vì nó nhảy tùm lum hết trơn à, bị mình liên kết nhau mà, mình kết bạn với nhau, rồi cái ông bắt lên thì tôi nghe được, tôi nó nhảy cho tôi thấy hết à, tôi coi tôi phải tắt, tôi không coi tôi phải tắt, mà trong khi tôi cần coi cái khác, nó nhảy lên tùm bậy tùm bạ, tôi tức lắm nha. Rút kinh nghiệm nha, mai mốt đừng có theo dõi Tân Thái nữa. Rồi tôi tiếp lại cái thì tôi nói tiếp lại vấn đề mà chiến tranh. Rồi chúng ta đừng có bao giờ mà nghe lời tôi nói ảo tưởng. Trời, tôi đã trải qua những năm tháng chiến tranh đau khổ lắm. Trước năm 75 thì tôi cũng đã từng là ăn bơm ăn đạn, cái dùng tôi lợi dụng quanh cái tự do, nhà cửa bỏ đi cho đâu có sống được, đâu có ở mà sống được, phải bỏ đi tản cư đi nơi khác. Nó dội bơm bắn pháo về tới nhà, nhà cửa tan qua hết. Trâu, có hai con trâu để cày để làm cũng tiêu luôn. Nên là về là không có ruộng bỏ hoang, cỏ mọc lên lúc đầu lúc cổ, nhà có ruộng nhưng mà lại phải đi mua gạo ăn, thấy khổ chưa. Nên nói là cái miền Nam hồi xưa là Hoàng Ngọc Viễn Đông, lúa gạo đầy đồng ruộng thì cò bay thẳng cánh, nhưng mà gạo lúa không ăn, lúa gạo không có ăn. Thấy để thấy rằng cuộc chiến tranh nào giờ cũng mất mát tang thương rồi, sao mới vừa được cái bao nhiêu năm đâu, tới biên gia tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc, rồi bây giờ nó đã lâm le cái chiến tranh mà ngoài Biển Đông nữa. Nhà nước đang cố tránh nó thì nó lại ở bên ngoài, nó lại nó khích tướng, nó nói là Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam nó hèn với giặc, rồi ác cho dân, mà tôi không hiểu hèn chỗ nào, ác chỗ nào. Đâu phải muốn đánh lúc nào đánh đó, rồi ác với dân, mà ác với dân mà trong cái đại dịch vừa qua, từ chỗ một cái quốc gia thằng Singapore nó nhận định là với cái mức độ tiêm chủng như thế này thì khoảng 10 năm nữa, với tốc độ tiêm chủng như vậy thì 10 năm nữa Việt Nam mới tiêm chủng xong cho dân, cho 90 mấy dân triệu dân Việt Nam. À, thế mà chỉ trong vòng cái quý tư là mình đã tiêm được cái mũi ba, được đã tiêm mũi ba rồi, tới qua cái quý một, qua cái tháng đầu năm của năm 2022 mình đã, chính phủ đã phủ mũi ba toàn quốc, để tiếp tục tiêm cho cái tuổi mà thiếu niên nhi đồng đó, thì thấy là cái mức phấn đấu ghê gớm không. Rồi lại khi mà như tôi nhớ có một cái chuyện này là cái thằng hình như là thằng Trương Quốc Huy thì phải,
lúc mà ông Vương Đình Huệ ông đi qua bên Cộng hòa Séc, ông họp châu Âu á, thì ông nói ông đi vận động Cộng hòa Séc là viện trợ hoặc là vay mượn gì đó, ông vay cái vaccine để về chích cho dân mình. Thì khi mà ông đáp máy bay ông về tới sân bay Nội Bài thì nó nói là cái thằng ăn mày đi ăn mày vaccine vừa về tới sân bay Nội Bài. Các anh chị thấy tức không? Trời ơi, cái gan của tôi, gần tôi nói thật nha, tôi thì cũng già rồi, gần 70 rồi, năm nay cũng gần 70 tuổi rồi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc nếu mà tôi gặp nó, sức lực của tôi bao nhiêu đó, để tiềm tàng, để tiềm ẩn ở đâu đó, trong cơ thể tôi sẽ dồn lại. Trên hai cánh tay tôi bẻ cổ thằng này, dặn cổ ngực nó ra, sao tôi mới mới đỡ tức. Chúng ta nhìn lại đi, chúng ta thấy là trong cái thời gian đó là cả nước hầu như là không có vaccine để tiêm, cho nên buộc lòng chính phủ mới có cái biện pháp về giãn cách xã hội. À, thì vậy mà một thời gian sau chúng ta đã chích xong hết rồi, thế mà nó vẫn nói, thế mà nó vẫn nói như vậy, nghe được nghĩ cũng tức, không biết bà con tức không chứ tôi tức lắm. Tôi sống một cái cuộc đời cơ cực từ nhỏ cho tới lớn, mặc dầu tôi có học hành đàng hoàng nhưng mà tôi cuộc sống cơ cực lắm. Được như ngày hôm nay phải nói là tôi giống như ở thiên đàng, thế mà nó vẫn nói là chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam bần cùng quá nhân dân, mà tôi không biết bần cùng chỗ nào. Em có nhiều người vẫn tin được cái đó, dân ngụy dân chủ ở trong nước nó vẫn tin. À, rồi hồi nãy có cái vụ mà cái thằng gì Khảm, Châu Văn Khảm gì đó, nó là công dân Mỹ rồi, giờ nó vận động. Tôi nói trước năm 1975 nha, ai mà chống đối lại Việt Nam Cộng Hòa, chống đối lại cái ngụy quyền á, chống ngụy quyền thì nó bắt nó bỏ tù chết mẹ luôn. Rồi bây giờ kêu gọi thả tự do được không, mà đâu phải một vài người đâu mà hàng triệu người dân miền Nam, dân Việt Nam chứ đừng nói dân Nam, có Nam có Bắc có Trung luôn, hàng triệu người dân Việt Nam mà chống đối là cái chế độ ngụy quyền là bắt nó bỏ tù, thậm chí là nó thủ tiêu luôn. Rồi có ai đòi hỏi thả tự do được không? Trong khi Châu Văn Khảm hồi xưa là cũng chống đối là đó, chống đối lật đổ mà chế độ ngụy quyền đó, thì Châu Văn Khảm nó cũng về đây, nó tổ chức để nó lật đổ cái nhà nước gì mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bắt nó bỏ tù nó là điều hẳn nhiên rồi, nó phù hợp với luật pháp, nó là một cái xu thế, nó là một cái điều tất yếu phải vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nó đòi thả nó ra, thả với lý do gì? Tại sao hồi trước năm 1975 là cái chế độ ngụy quyền nó bắt bao nhiêu người chống đối nó bỏ tù, tại sao nó bỏ tù, còn bây giờ là bỏ tù nó chống đối lại, nó đòi lật đổ bỏ tù nó, mà nó đòi thả ra là thả ra. Rồi. Thậm chí nó còn đứng giữa đường, nó xử bắn ngay giữa đường bằng cái súng lục, nó kê ngay bằng tang, nó quất mà tướng Nguyễn Ngọc Loan á. Cái đó là lính đặc công, đó là Đúng khi không? đánh cái đại sứ quán của Mỹ, Nguyễn Ngọc Loan nó bắn là cái anh Biệt Long Thành, chứ không phải là lính đặc công, anh Biệt Long Thành đó. Thì mình cái vụ đó mình nói cái đó là chiến trận, còn tôi nói là bây giờ trong đấu tranh chính trị, trong chính trị bây giờ ta tổ chức lực lượng đấu tranh biểu tình hay gì vô tù nó là chống đối lật đổ nó, thì nó vô nó tra tấn kinh khủng lắm Như phong trào sinh đó. viên Thì đó đúng không anh? đó cái chưa nói từ phong trào sinh viên, cái lực lượng cán bộ mà kháng chiến mà nó bắt được là chết bà nội luôn, thì sinh viên nó cũng 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 vậy thôi, sinh viên cũng thế thôi, cũng là cũng cũng chống đối nó, cũng muốn lật đổ chính quyền, lật đổ nó thì nó bắt nó bỏ tù thôi. Thì cảm thấy nó chính quyền thả ra, tại sao nó bắt nó bỏ tù người ta được mà nó lật đổ người ta thì bắt bỏ tù nó lại đòi thả, rồi nó kêu gọi, mà tôi nói dứt cái vô lý hết sức. Một cái điều là bây giờ có một cái số người không biết bà con mình còn nhớ, anh em mình còn nhớ, trong diễn đàn mình còn nhớ là cái vụ một số mà dân quan nó lại nó quỳ lại, nó đưa cái thỉnh nguyện thư hay gì đó cho cái đại sứ quán của Mỹ đó, nó quỳ nó lại nói đại sứ quán Mỹ cứu chúng tôi. Trời ơi, tôi thấy phải nói là đúng là cái tư tưởng nô lệ, tư tưởng nô lệ rõ ràng, trong khi Mỹ nó là cái gì, nó là cha mẹ của chúng ta hay sao mà chúng nó là ông nội của mình hay sao mà phải lại cầu nó cứu, nó can thiệp vô đất nước Việt Nam, nó là cái gì,
nó chẳng qua về mặt ngoại giao nó chỉ là một cái tòa đại sứ nó qua đây để nó ngoại giao về với Việt Nam thôi, chứ nó đâu có quyền gì đâu mà cứu như không cứu, làm ăn vậy mà không không biết dục, cái đó là không biết dục mà lại lại làm như vậy để cho tự nhiên mình đánh mất cái nhân phẩm của mình xuống, mình hạ thấp cái nhân cách của mình ta, mình đi quỳ lạy gian sinh một người khác, một một quốc gia khác, một dân tộc khác. Hồi Việt Nam Cộng Hòa đã đời rồi, giờ tới sau này có mấy ngày biết cộng gì đó, không biết cộng què hay cộng gì đó. Thôi tôi xin trả lại diễn đàn thơ quan thì xin chào, cảm ơn cơ thơ quan và cảm ơn bà con mình trên diễn đàn lắng nghe tôi nói nãy giờ tôi không có chú ý gì hết trơn. Thôi xin chào nha. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều đã giữ diễn đàn cho em, và cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.